Mới gặp. Bỏ đi, bỏ đi. Dơ rồi. Để cái bánh coi xài được không được, bỏ đây. Chờ cơn gió tầm sẽ lần lần bước ca nhờ nước ba mắt mẹ xin Phật ban cho kẻ khác lòng chim không thầy uống nước trong người con mau sớm mơ gửa lòng bằng nhau để ma bệnh theo hờ mình đi về cái mấy đó làm gì đó đâu thần chết xuống lại mà muốn coi bên mình đạo lần sau lại chẳng tin dầu cho thông thái cũng dình cố xưa nở đâu lại dài bữa đông loài cũng gốc gốc ngày thượng đế xuống trần hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên thấy phố
kiếp chung qua hiền cảnh tộc nên nhiều lần dục thúc cơ mô bạc kinh dự lấy nghĩa muốn về cõi Phật lập thân cõi trần vượt cảnh khổ muôn phần gầm ghê thần thầy tham muôn bề khuyên trong nam nữ trở quê cuối đầu thêm niềm trong về ai phương tu cho kẻ bao không nhường đẹp lòng cha mẹ tự quyền chờ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị mình nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này cũng mời toàn thể quý bà cô bác lắng nghe cõi lòng nghe lại đồng giảng đức thầy trong những gì kẻ dân của người khùng. Nam mô A Di Đà Phật. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy cùng tạm thương ba tấm hoa chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cành áo nào kể sao cho xin dạy dỗ là gì tình thiệt cho bá già rõ biết người khùng thấy dương trần làm dữ làm hung nên khuyên nhủ cho người lương thiện chữ lục tự trì tâm bất cứ diện thì lắm nguy có kẻ cứu mình ai lòng nhân hoặc chép hay ưng mà truyền bá đặng nhiều phước đức trong bá tánh từ nay buồn bực cùng yêu dân chỉ rõ đạo màu ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp việc biến chuyển thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước hãy tưởng Phật đừng làm bảo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian vào tác trần nước mắt chứa chan khắp lệ thứ nghe lời thì ít chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt cho nên dân dài chẳng nghe lời kể từ nay nói chuyện chiều mới chớ chẳng nói giọng dài khó hiểu
cờ đã thấp còn chờ nước cứ chiếu mà còn ăn còn chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi phải sớm tử thân mình cho vẹn. Trần lập hồi khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cùng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắng ghi, ta ra sức dắt diệu bá tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa bộ lạc anh về lạc vậy? Không, có sao không? Không. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cô cậu ơi đi chùa đi người làm phước cô ơi. Cậu ơi Nam mô Di Đà Phật. 8 giờ làm xong tới 12 giờ là người ta xuống. Có thầy ở trên đây là tôi làm vậy là tôi xuống nước. Chứ không người nào mà ở tới cạn dạng chiều được hết. Cho nên là quyết quát mình sao ạ? Mình được sự nhân viên mình đặt căn lên đây để chi vậy? Để mình giếng. Cho nên quyết quát mình biết là Đức Thầy nói sao ạ? Người tu hú ấy cúi đầu mà người không tu niệm thì nó làm gì ạ? Dạ nó hầu nó ăn đó. Yeah. Cho nên quyết quát mình nếu như mà mình có sự tu rồi sao ạ? Là tự động là thú ấy cúi đầu. Còn mà mình không tu thì sao ạ? Không dòm mình nữa hết. Là mệt lo. À, đoàn mình lên hết chưa quý vị? Hết rồi. Vậy hả? Không. Bây giờ mình giới thiệu Quynh Hai mình đi. Giỏi đọc bài giảng nha giỏi. Thằng cho Quynh Hai lên gặp gỡ. Thì kính thưa cùng tất cả chú quý vị, thì vừa qua tức là đoàn của chúng ta là sáng hôm nay quý cô bác mình đi gan như mà khởi động vậy đó ha. Đầu tiên mà nếu như mà đưa quý cô bác mình mà lại lên núi Ông Chấp á là quý cô bác mình nó lại không có nổi, cho nên sáng mà cho máy khởi động đó, cho nên trong đoàn đó là bàn với nhau là dắt quý cô bác mình đi núi Mật Ông. Ở trong đoàn mình nè, ở trong đoàn mình chứ có nhiều người á chưa từng đi núi Bà Đôi Ôm, đúng không? Phải không? Đó, có kìa, có cái cô đó, bà nói là mở tới nay bà chưa từng đi núi Bà Đôi Ôm. Cho nên nhờ những chắc quý cô bác mình đi lên đây chứ ạ. Đi lên đây một là mình không biết nữa. Sau này sao? Sau này mới không nói là có lên đây thăm viếng mời mốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt nhịp cầu giao cảm cho ông Hai đến đây để cho đạo Phật pháp, giờ này kính mời chú chị nghe lời châu ngọc của Đức Thầy trong bài Tự Giả Làm Nhân Nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để cho dân sự luân bàn, nếu tu thì phải chọn vàng lừa thao. Cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rồng phải nhào kiếm sông. Một mai vào được Tây Đông, khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ. Núi tầm mắt được nâng tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Núi non rừng thẳm cùng
cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê, biết lo sửa kiện trọng quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Bấy lâu lòng những ước mong, cha con hỏi hiệp thì lòng mới nguôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền. May sao được gặp cõi tiên, vì tình nguyện ước cõi phiền lòng ta dài lời để lại khuyến ca. Tuy phong tất góc đường xa xứ người, cho buồn thầy lại tức cười. Đâu đâu ba tấm cũng người trời xanh, gần xa thầy chỉ đành rành. Quyết tuyên con lành đem lại Phật gia, cáo từ làng sông trẻ già, chúc cầu lạc nghiệp nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến đây đó thầy nói là Tây Phương chỗ gốc Quá Sa Đàn và thương xót Nam Kỳ Lệ An Giang, năm vị Phật ra đời tại đây là đất khách. Đành rằng Đức Phật Thầy Tây An ở Tòng Sơn, nhưng mà khai đạo tại đâu? Làm Long Kiến, Tổng Định Hòa, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Thì hồi xưa đó thì là ngài khai đạo tại đó vào là thế kỷ thứ 18, 1849 năm Kỷ Dậu, thì rõ ràng là An Giang. Cùng thời quê ngũ núi Sam còn đến chấp kết về hâm chí này, thì ngài tịch diệt ở tại Tây An, núi Sam. Thì là An Giang phải không? Đó rõ ràng là đất thánh. Mình về đất thánh rồi đó là con của Phật. Phải không? Hồi xưa người ta nói là nhân thân nan đắc, thân người khó được, quốc độ nan sanh, nước Phật khó về. Yeah, thiện duyên nan ngộ, đó là duyên lành khó gặp. Pháp Phật nan danh là nghĩa là khó nghe được pháp của Phật. Mà hôm nay có bác anh chị em mà có duyên nhiều đời rồi, ít nhất là 7 kiếp. Giống như cái ông tiều phu mà ông cài ruộng, ông hứa mãi hứa hoài tới là 7 kiếp gặp Phật. Mà 91 kiếp là nghe 7 lần gặp Phật. Mà hôm nay ít nhất là 7 kiếp vừa qua, thì mình hôm nay đã có nhân duyên rồi, hội tụ trở về đây. Đó, hội tụ trở về đây thì mình gọi là đến đây là đánh đất thánh địa. Cái người thứ hai đó là Tabon ở làng Sóc Luân Sư, là ông Phật Trùm. Cái người thứ ba đó là Đức đó là Bổn Sư ở tại Ba Trúc, tên là Ngô Lợi, hang mở ra đạo Hiếu Nghĩa. Đầu tiên là đạo Bổn Sơn Kỳ Hương Đức Phật Thầy khai sáng, thứ hai là Đức Bổn Sư khai sáng đạo Hiếu Nghĩa. Đó, rồi đến năm 1902 thì xuất hiện ông Sư Giải là thứ tư. 37 năm sau, trước mặt sông Tiền, sau lưng sông Hậu, chính giữa sông Trước. Sông Trước nghe, thầy nói là sông Trước, Hà Tiên là sông Trước. Vậy là sông Trước đó là ba con sông, bắt nguồn từ dòng sông Mekong, trải dài xuống là có chẻ ra hai ngã, sông Tiền và sông Hậu. Ở trên thì là có là Tây Tạng chảy qua, rồi là sông Hằng chảy tới chính giữa là gạch Đi Liên Thiền. Ở trên có gạch Đi Liên Thiền, ở dưới có là dòng sông Cửu Long.
thì địa linh sinh nhân kiệt đức thầy ra đời tại đây có hình con quy cái cụ lộc kết không cụ lộc kết thì mình nói đức Phật thầy đầu tiên phải không, thì tại sao có con đường đó, con đường từ núi sông đi vô đó, mình định hình lại đây tại sao ở đây là có thú dưỡng, chú thú dưỡng làm gì phải không, có câu chuyện vì đức Phật thầy tây an chỗ phong thành thì bây giờ mình làm sao cho ông đó mở xuống cởi mình đi người thu tôi cứu thú ấy cúi đầu chẳng những cúi đầu mà chở mình đi luôn nè, lên lên cởi lên lên chạy, còn người kia nó rồi ăn luôn phải không, rắn to tên gọi mãn xà tên rừng nó xuống nó tha dương trần ai mà tôi tỉnh chiên cần làm đường ngay thẳng thì có thằng độ cho là thú vị. Với buổi sáng hôm nay thì cũng để chia sẻ của các anh chị em mình có gốc tích tại vì chứa thú dữ vì quốc hận của bà đó, của bà đội, bà đội cơm đi bán rồi chồng á là lấy vợ bé hoài của diện tức không, còn mình có vợ mà vợ mình đi lấy trai hoài mình tức không, tức rồi nó sanh ra chuyện đó rồi cuối cùng lại nó sẽ xảy ra một cái sự quốc hận rồi nó sẽ trở thành một cái nghiệp, tên cái nghiệp mà ai mà bị ổng ăn rồi đó là cái nghiệp, bị ăn con thịt con cháu ổng quá mà giờ ổng ăn lợi chứ sao, ăn một ngày cho một ký đi quý vị biết đi, tôi tính nó một năm một con đó quý vị tôi biết đi, có ai mà 30 năm tu không dám đầu thai 30 kiếp không, một năm một kiếp thôi nghe, tôi đừng nói sát giao định giao sát mạng định bạn không có tính, một ngày năm 360 ngày 360 kiếp ấn quá rồi, một tháng 12 ngày 12 năm mà một cái gì một năm 12 năm 2 tháng chứ, một năm đầu đầu thai 2 kiếp không ngán nửa đầu, tôi tính cộng con số cuối cùng một năm một kiếp, một năm một kiếp ăn á, ăn con cá ăn đà ăn vịt rồi ăn luôn đó là con tép gấp một đũa không biết nhiều, mà tính một năm một kiếp thôi mà ai mà phát tâm ba chục tuổi tu không, không có dám đầu thai đó là 30 kiếp để trả không, không bao giờ đời được rồi phải không, bây giờ ăn quá nhiều rồi bây giờ gặp ông chỉ ăn một mình thôi có đâu có gì đâu phải không, một mình trả 1000 mạng con của ông á, con cháu ông xong mình ăn, bây giờ thì lúc này phải trả, đó là cái nghiệp của mình tạo. Mà thầy với mình á là cử sát sanh ăn chay, ăn chay là một ngày 4 thí 1 ký cá lời không, gia đình ăn 1 ký, bữa nay ăn 10 mấy tàu hủ đổ được 1 ký cá, 1 ký cá đó là mấy nước cá nhỏ biết bao nhiêu con đó, rồi giờ hôm nay mình đổ lại đây là phóng sanh rồi, ngày nay tôi ăn chay phóng sanh một bữa nè bơi, ăn chay phóng sanh một bữa khỏi đợi tới rằm tháng 7 đi, 4 thí 1 tấn cá không nhầm đâu chứ, 26 ngàn ăn chay, 26 ngàn ăn mặn, có 4 ngàn chay, chờ ngày đồng tháng 10 để tôi 4 thí 1 tấn cá không thấm cho đâu chứ, thôi tôi ăn chay ngày nay tôi bốn xưa tôi phóng sanh ngày nay chắc ăn à, ngày nay á tôi ăn nữa, bữa ăn chay ngày hay hơn chay tháng, đừng ăn chay tháng nó lâu, ngày nay ăn đi mơn nữa, ha, cái thứ gì, cái chia sẻ, vậy chúc vui quý vị trong buổi sáng hôm nay, trước khi rời khỏi nơi đây. Cầu chúc quý vị mình thân thực khỏe, tâm được an. Những cái núi, những cái điện đều có cái tích, nhưng mà mình không hiểu thôi. Nếu hiểu ra có cái tích, rồi từ cái nhân danh biến thành địa danh, từ địa danh biến thành cái di tích đặc biệt ở vùng Thác Sơn này. Đến đây xin dứt lời. Cầu chúc quý vị mình thân được khỏe, tâm được an, trí huệ mở mang, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ là cho MC. Chú Tem còn làm lễ nữa hả? Dạ ghé nhà mình phải trình lễ chứ. Dạ. Ghé trước cửa nhà rồi không hỏi ai đi nguy hiểm. Dạ rồi cô bác mình nghỉ khỏe chưa à? Dạ chắc này khỏe rồi phải không? Dạ mời cô bác mình đứng lên để chúng ta làm lễ cúng à. Dạ mời quý vị chọn cho mình một tư thế để chúng ta đứng trang nghiêm để chúng ta làm lễ cúng. Thì kính thưa quý vị, chương trình cúng thì xét thấy còn bị vừa qua chúng ta ghé lại nơi điện thần Chim Quy, chúng ta nghỉ ngơi đã xong, giờ này chúng ta sẽ làm lễ cung thỉnh toàn thể quý vị gác bỏ tất cả muôn duyên trở về tâm thanh tịnh. Vì đức thầy đã cho biết thứ bảy chánh niệm, vậy thì khi cầu, khi nguyện, chuyện gì thành tâm. Nếu như được như vậy thì Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có.
Phật Mà Đảo Lai, cung thỉnh toàn thể quý vị đồng hướng tâm về ngôi thờ phía trước, chúng ta đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh quý vị ở phía trước có vị trí quỳ được thì chúng ta đồng quỳ, còn phía sau chúng ta đứng. Người đứng người quỳ đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay là ngày 20 tháng Giêng, tất cả chúng con có trở về nơi núi Bà Đội Ôm kính giếng, hiện diện đang làm lễ trước điện thần Kim Quy. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thới dân an, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thuận dưới hòa, phần đi núi lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và kết duyên lành cùng Phật Pháp, tinh tấn tu hành cho đến ngày trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thưa đủ, kính mời quý vị ở phía trước đồng đứng lên, đồng xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa cùng tất cả chư quý vị, chương trình cúng nguyện tới đây đã xong. Kính mời quý vị mình kiểm lại hành lý, coi coi cái nón mình để dưới đất, lấy nón đội lên đầu rồi hả đi. Nãy giờ mấy cậu ổng mới biết chứ đâu có biết ông đâu. Dạ. Ông mạnh đi ghê nha. Mình đi đâu nha. Hướng dẫn mình túi sao? Đó, bà con mình dọc qua. Dạ. Bảo bạn ta, mở sao thấy xin quen. Dạ, Dĩ Can Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ. 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 Có làm gì ở biển nước với đó mẹ, 20 ngàn. Ơi. Kịp không? Okay. Xin nhiều thêm. Nay nào? Có. Cha có đi. Cái quỷ da cô. Nãy giờ ông đi trước chân á. Kỷ niệm đi núi Bà Đội Ôm nha. Ok.
cá có lương có lịch đùm kê, bác Hai giỏi dữ dằn dằn thì bác chết. Hai mà bác Hai đi tới chồng con đi kiếm mà đi tới không lại bác Hai luôn là biết không chịu nổi bác Hai luôn. Ông đi đỏ bả chơi mà lại không lại bác Hai luôn kiếm quá chắc. Xuống núi thôi. Thấy à, nãy mình đi lên đi giờ chưa? Rồi cô Giao Liên lại đứng đây chụp. Rồi Giao Liên. Cô Giao Liên với anh nội nón tay bèo. Chụp lưng vậy. Hai người đó Giao Liên. Nội nón tay bèo nè, thấy không? Rồi bài thơ dễ đọc lại coi. Giao Liên cực rất như vui đó. Đi lần này hả? Úc. Úc. Cô Giao Liên sao? Nè, cô Giao Liên sao? Giao Liên cực lắm như vui. Ngồi trong cái nhà ăn, ngồi ở ngoài. Không, rút cuộc hai ăn ngồi ăn. Ta tới chân núi hết rồi. Úc ơi, xuống núi rồi giờ có cảm nghĩ gì không nè? Rất là vui. Đâu quay qua đây coi nè. Đi xuống núi rất là vui. Rất là đẹp, rất là mát. Êm. Cái này mấy giờ không? Lời cảm nghĩ thật là sâu sắc. Giờ cảm rất là khỏe luôn. Mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Cái này hả? Những chữ gì đó. Mưa ngon cho mọi người. Má trong quá hả? Ông thẳng nha, ông quay phim á. Ông chả ai là chú nhất quay. Ông thẳng quay phim một đây á. Ông đứng là đây ai được đúng không? Nói là nghe ha. Ông bắt lên. Ông ngồi là chế em. Ông đi chậm hấu. Ông đi chậm hấu. Chị nói gì vậy? Cảm ơn cô trưởng đoàn. Anh chị em đồng đạo An Giang lên giếng núi Bà Nội Ôm. Bà Nội Ôm hả? Nam Mô A Di Đà Phật.